Chào các em, trong bài học đầu tiên trong chuỗi bài học về lập trình Java cơ bản, anh sẽ giới thiệu đến các em một số định nghĩa cơ bản như lập trình là gì, lập trình OOP là gì. Thì cụ thể hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu xem lập trình là gì. Lập trình là viết ra những dòng lệnh để các thiết bị máy vi tính nói chung có thể hiểu và thực thi đưa ra một kết quả như mình mong đợi. Giữa người với người, chúng ta cần một ngôn ngữ chung để nói chuyện với nhau. Thì giữa người và máy tính cũng vậy, chúng ta có một ngôn ngữ chung, thì ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ lập trình. Vậy thì ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ được viết ra để máy tính có thể đọc và hiểu được. Tương tự, người với người chúng ta có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau như là tiếng Anh, tiếng Việt. Thì trong lập trình cũng có nhiều ngôn ngữ khác nhau như là ngôn ngữ lập trình Java, .NET. Thì trong ngôn ngữ lập trình chúng ta phân làm hai loại chính, đấy là ngôn ngữ lập trình truyền thống và ngôn ngữ lập trình đối tượng. Về ngôn ngữ lập trình truyền thống là ngôn ngữ ra đời đầu tiên như là C và Pascal. Các ngôn ngữ này dùng hàm để xử lý chức năng theo một thuật toán cho trước. Và một số cái điểm yếu của ngôn ngữ lập trình truyền thống đấy là không thể đóng gói, có sử dụng lại code cho một dự án khác. Chi phí bảo trì rất tốn kém, cũng như không thể chịu tưởng hóa được các đối tượng thực tế trong lập trình. Thì cụ thể hơn về đối tượng trong thực tế như thế nào? Thì đối tượng trong thực tế là những thực thể tồn tại độc lập, có thuộc tính và hành vi riêng của nó, có một giao diện để tương tác ra bên ngoài. Anh lấy ví dụ như là một chiếc da máy tính đúng không? Một chiếc da máy tính thì nó tồn tại độc lập, có dung lượng là 2GB, 4GB, 6GB, có tốc độ xử lý của riêng nó và có một khe RAM để tương tác với bo mạch chủ khi làm việc với nhau. Tương tự để chiếc da máy tính này, anh có thể sử dụng lại cho nhiều mọi cái máy tính khác nhau. Đấy là khả năng sử dụng lại của đối tượng. Ngoài ra có một số ví dụ như là lốp ô tô, cửa ô tô, đèn ô tô cũng tương tự. Vậy thì lập trình đối tượng là gì? Lập trình đối tượng ra đời sau để bổ sung những thiếu sót cho những ngôn ngữ truyền thống. Nó mô phỏng các đối tượng giống thực tế trong lập trình. Ở đây nó sử dụng các class hay là lớp. Nó là một bản thiết kế gồm thuộc tính và chức năng đóng gói bên trong. Từ class thì có thể xây dựng lên nhiều đối tượng có thuộc tính và hành vi khác nhau. Anh giả dụ như là chúng ta có một bản thiết kế nhà, chúng ta có thể dùng bản thiết kế đấy để xây lên 10 ngôi nhà. Thì mỗi ngôi nhà được gọi là một đối tượng và bản thiết kế đấy được gọi là một class trong lập trình. Thì bởi vì đối tượng trong thực tế có thể dễ dàng sử dụng lại. Vì vậy mà trong ngôn ngữ lập trình những đối tượng như thế rất dễ sử dụng lại các class và mục đích khác nhau. Anh ở đây lấy ví dụ khác như là trò chơi bóng đá chẳng hạn, anh sẽ có ba đối tượng trong trò chơi bóng đá, đấy là người chơi, bóng và sân bóng. Anh có thể sử dụng đối tượng người chơi cho trò chơi bóng bàn, bóng chuyền cũng như đối tượng bóng cho trò chơi bóng bàn, bóng chuyền. Ở đây là mô hình OOP, tiếng Anh là Object Oriented Programming, tức là mô hình lập trình đối tượng. Ở đây mô phỏng cho anh 5 đối tượng và mỗi đối tượng đóng gói trong một cái hộp. Thì trong đối tượng này có thuộc tính và tính năng riêng và mỗi đối tượng này tương tác với đối tượng khác thông qua một cái giao diện. Thì trong bài học đầu tiên các em đã nghiên cứu về lập trình và một số định nghĩa về lập trình OOP, lập trình đối tượng. Trong bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu về lập trình Java. Hẹn gặp lại các em.